Xin chào quý hàng đến với trang nhà đất hùng.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố, một căn biệt thự mini phố nằm ngay trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà giá rất mềm thôi, một căn nhà có diện tích ngang 5m2, dài 13m, đúng cấu trệt một lầu. Nhà có sân đậu xe máy phía trước này, chúng ta có thể để ý đây, ở đây chúng ta sẽ có một khoảng sân đậu xe máy phía trước. Đây là khu vực mặt tiền, mặt ngoài căn nhà này nha. Một căn nhà có diện tích ngang 5m2, dài 13m, đúng cấu trệt một lầu. Nhà có phòng khách, phòng bếp, hai phòng ngủ, sân thượng, hai phòng ngủ nha quý hàng. Rồi mình sẽ bước vào phía bên trong căn nhà này. Phía trước thì mình sẽ có một lớp cửa nhựa lõi thép. Bên trong này thì chúng ta có khu vực phòng khách này. Khu vực phòng khách này chúng ta có hệ thống trần thạch cao. Bên trên chúng ta có những cái đèn chùm. Hai bên đã trang trí những cái giấy dán tường rất là đẹp rồi. Khu vực phòng khách này thì sàn là gạch bóng kiến 80. Hai bên ốp gạch lên tường lên cao khoảng chừng 1,5m, tạo cho căn bếp căn nhà luôn luôn sạch và thoáng. Phía bên này thì chúng ta sẽ có một bức tranh bằng 3D nha quý khách hàng, ở treo ngay khu vực phòng khách này, tạo cho khu vực phòng khách thêm phần đẹp và sang trọng. Căn nhà này thì có giá rất là mềm, chỉ có 2.800.000 đồng thôi, còn thương lượng cho khách hàng vị trí và hướng của nó là hướng đông nam, phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Con hẻm trước nhà là con hẻm 3,5m nha quý khách hàng, cách hẻm xa hơi khoảng chừng 15m thôi, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Một căn nhà diện tích cực rộng luôn, ngang 5m dài 13m, ngang 5m2 dài 13m. Đun có một trệt một lầu, đúc thật nha quý hàng, rất là kiên cố và chắc chắn luôn. Rồi mình di chuyển vào khu vực phòng bếp này. Khu vực phòng bếp ở đây thì có tủ kệ bếp đã được gắn sẵn rồi. Tủ kệ bếp này được làm bằng chất liệu gỗ sồi, một cái phòng bếp rất là rộng. Khu vực bếp này thì chúng ta có khu vực để tủ lạnh, để máy giặt. Và trên này thì chúng ta có trần thạch cao, quạt gió đã được gắn sẵn cho gia đình mình rồi. Khu vực bếp này thì hai bên đã được ốp gạch trang trí lên cao khoảng chừng 2m, tạo cho không gian bếp luôn luôn thoáng, sạch và đẹp, dễ lau chùi nha quý hàng. Rồi mình sẽ quay ra phía trước này, chúng ta để ý thấy phía trước này, khu vực phòng khách và phía trước sân nhà thì có một khoảng sân mình có thể đậu xe máy. Rồi mình di chuyển lên khu vực lầu 1 để xem sơ qua phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2 căn nhà này. Thì cầu thang của căn nhà này thì mặt đá hoa cương, tay vịn căm xe, kính cường lực 10 ly. Ở đây thì kính cường lực chưa lắp nha, một căn nhà mới xây xong và mới hoàn thiện nên hôm nay nhà đất Huy Hùng sẽ gửi đến quý hàng căn nhà này. Ở đây chúng ta sẽ có khu vực phòng ngủ số 1 ở phòng ngủ phía sau của căn nhà này. Một căn nhà ngang 5 nên phòng ngủ số 1 rất là rộng. Phòng ngủ này thì chúng ta có khoảng trống thông ra giếng trời, rất là thuận tiện gia đình mình luôn. Và căn nhà này nằm ngay trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là chợ Hạnh Hưng Tây, nhà thờ và công viên Làng Hoa, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Thì tất cả các phòng ngủ trong căn nhà này đã được gắn ống máy lạnh sẵn gia đình mình rồi. Và căn nhà này chỉ có giá là 2.800.000 đồng thôi, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Ở đây chúng ta sẽ có phòng ngủ và toilet ngay ở khu vực giữa nha. Hai phòng ngủ sẽ sử dụng chung một vệ sinh. Ở đây chúng ta sẽ có khu vực phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ số 2 nha quý khách hàng. Phía trước thì chúng ta sẽ có khu vực sân phơi ở phía trước, khu vực ban công và sân phơi ở phía trước nha quý khách hàng. Và quý khách hàng quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ bên mình theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới màn hình. Ngoài ra thì quý khách hàng quan tâm đến những căn nhà ở Gò Vấp thì quý khách hàng vui lòng đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trong thời gian sắp tới nha quý khách hàng.